bí ẩn xà niên vùng Thất Sơn. Ngoài hổ mây trăng tinh là những quái vật mang tính huyền thoại, nửa thực nửa hư. Còn có loài xà niên, cũng là một bí ẩn của vùng Thất Sơn. Trong cuốn sách Thất Sơn Huyền Bí giới thiệu về núi Cấm, có nhắc đến quái vật lông lá đi bằng hai chân, thoát ẩn, thoát hiện trong rừng rậm mà không ít người đã từng gặp. Dân vùng Thất Sơn thường kể với nhau nghe nhiều huyền thoại về xà niên sống ở nơi rất hẻo lánh và luôn né tránh con người. Các truyền thuyết đều cho rằng xà niên vốn là người đi rừng săn thú hoặc ngậm ngái tìm trầm rồi lạc trong rừng sâu. Ăn tươi nuốt sống lâu ngày, trúng độc khí rừng thiêng nên mình mẩy mọc đầy lông lá, cứng đưỡi, không nói được tiếng người, rồi dần quên các tập tính của con người. Các nhà nghiên cứu cho rằng chuyện xà niên chỉ là huyền thoại để giải thích cho những chuyện bí ẩn. Tuy nhiên, con người cho rằng đó là loài đười ươi rừng từng có ở núi Cấm. Đạo sĩ Ba Lưới, người tu hành lâu năm ở núi Cấm cho biết, khẳng định xà niên là loài có thật. Ông Ba Lưới cũng không rõ vì sao lại gọi là xà niên, nhưng từ xa xưa, các đạo sĩ tu ẩn trong rừng đã gọi như vậy. Xà niên là cách gọi của người rừng, hay quái vật lông lá đi lại như người, nhưng sống lẫn trong rừng, trong hang hốc như người tiền sử. Xà niên thường săn thú để làm thức ăn, và món khoái khẩu của nó là thịt sống. Đem chuyện xà niên hỏi những cụ già sống quanh Thiên Thấm Sơn, lại vô vàn những câu chuyện kỳ bí, rùng rợn về xà niên. Nào là xà niên hung dữ, răng nhọn lởm chởm, chuyên vồ thú và dùng răng xé thịt đàn sống. Nào là xà niên thường dùng lao phóng chết người và uống máu ăn thịt người. Tuy nhiên, đạo sĩ Ba Lưới bác bỏ những lời đồn đại đó. Theo ông, xà niên là loài vật hiền lành, thậm chí rất nhát. Xà niên thường sống ở nơi hẻo lánh và trốn tránh con người. Bản thân ông Ba Lưới cũng có vài lần tận mắt thấy xà niên, nhưng đã cách đây hơn 60 năm. Ông chỉ được thấy xà niên từ xa, chứ chưa giáp mặt nó. Cũng theo vị đạo sĩ này, xà niên không phải là một giống loài thiên, mà nó vốn là con người. Những con người bị lạc trong rừng từ bé, được thú rừng nuôi dưỡng lớn lên. Sống cạnh rừng rú, hang động, ăn tươi nuốt sống lâu ngày, nên mình mẩy mọc đầy lông lá. Con người không nói chuyện, giao tiếp, nên cứng lưỡi, ú ớ không nói được tiếng người. Lần dở lại sử sách viết về đất Phương Nam, tác giả Châu Liêm có nhắc đến quái vật xà niên vùng Thất Sơn trong tác phẩm Biên Thụy Truyện Ký. Theo đó, thế kỷ 19, có một nhóm người yêu nước thành lập tổ chức chống Pháp. Họ lấy vùng rừng rậm Thất Sơn làm căn cứ hoạt động. Nhóm người này cũng có tổ chức, cơ cấu hẳn hoi như triều đình cõi trên, có thánh mẫu, tiên nữ, quân sư, thừa tướng, lính tráng. Tổ chức được lòng dân chúng nên ngày càng kêu gọi được nhiều người tham gia. Thế nhưng thừa tướng Lưu Gia Bảo đã phản phúc, dẫn tay cùng lính tráng tấn công bất ngờ Thất Sơn Động Phủ. Trước sức mạnh của hỏa lực, căn cứ tàn tác, thánh mẫu tiên nữ bị bắt nhốt vào hang, một số chạy thoát vào rừng sâu, trốn biệt không ra nữa. Trong số những người trốn thoát, có thần y Đỗ Toàn Năng. Trong quá trình chạy trốn, ông gặp một đoàn thám hiểm khoa học người Anh. Nghe ông kể về xà niên, các nhà khoa học rất lấy làm thú vị tò mò, nên quyết định cùng ông trở lại Thất Sơn để nghiên cứu. Mục đích chuyến đi là tìm kiếm những con vật có gốc gác thời tiên sử để nghiên cứu, chẳng hạn như đười ươi. Nhóm khoa học người Anh được sự trợ giúp của thần y Đỗ Toàn Năng cùng một số nhân vật trong nhóm tổ chức chống Pháp trong vùng Thất Sơn đã nhanh chóng bắt được một cặp xà niên. Họ đưa cặp xà niên xuống tàu đưa về nước. Sau khi các nhà khoa học cùng các bác sĩ nghiên cứu, họ đã kết luận rằng xà niên chính là con người biến thành. Do những con người này sống lâu trong rừng từ bé, được thú rừng nuôi dưỡng nên đã biến thành xà niên. Xà niên có hành vi vừa giống động vật vừa giống người. Sau một thời gian điều trị, chăm sóc tốt bằng Tây y và các phương thuốc bí truyền của thần y Đỗ Toàn Năng, cặp xà niên này đã dần hồi phục trí nhớ, trở lại là con người, kể về chuyện quá khứ. Theo tác giả Châu Liêm, xà niên hay người rừng chỉ là huyền thoại. Người dân trong vùng đã giải thích những hiện tượng bí ẩn bằng tâm linh và chút hoang đường vốn có của dân gian. Giải thích của tác giả Châu Liêm về xà niên cũng giống với nhận định của đạo sĩ Ba Lưới. Dẫu chuyện xà niên chỉ là huyền thoại,
Nhưng đó cũng là một câu chuyện hay, tôn thêm vẻ linh thiêng cho vùng thất sơn bí ẩn.